GDP Hoa Kỳ giảm quý 2 liên tiếp. Thưa quý vị, một nền kinh tế được cho là suy thoái nếu tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp và GDP quý 2 của Mỹ giảm 0,9% trong khi quý trước đó giảm 1,6%. Số liệu ước tính sơ bộ vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy GDP nước này giảm 0,9% trong quý 2. Tiêu dùng, thành phần đóng góp lớn nhất vào GDP của Mỹ, tăng 1% trong quý 2. Tuy nhiên, mức tăng này chậm hơn so với quý trước. Chi tiêu công và đầu tư của doanh nghiệp cũng giảm. Quý trước đó, GDP của Mỹ giảm 1,6%. Trên lý thuyết, một nền kinh tế sẽ được cho là suy thoái nếu tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp. Tuy nhiên, việc quyết định Mỹ đang suy thoái hay là tăng trưởng từ lâu được coi là nhiệm vụ của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia NBER. NBER thành lập vào năm 1920, là một tổ chức nghiên cứu tư nhân dưới sự lãnh đạo của các nhà kinh tế hàng đầu tại Mỹ. Lần gần nhất GDP của Mỹ giảm 2 quý liên tiếp là đầu năm 2020 do tác động của COVID-19. Tháng 6 năm 2020, NBER không cần chờ GDP quý 2 đã tuyên bố Mỹ suy thoái. Sau đó, số liệu chính thức cho thấy GDP nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm kỷ lục 33% trong quý 2. Báo cáo GDP hôm nay cho thấy lạm phát tồi tệ nhất 4 thập kỷ đang siết tiêu dùng tại Mỹ như thế nào. Số liệu này sẽ càng khiến cho Tổng thống Mỹ Joe Biden đau đầu, đồng thời làm phức tạp thêm tính toán của Fed trong việc nâng lãi. Vấn đề quan trọng hơn cả là nền kinh tế đang mất đà rất nhanh do lạm phát cao nhất 4 thập kỷ, chi phí đi vay tăng nhanh và điều kiện tài chính thắt chặt. Sean Guastieri, nhà kinh tế học tại PMO Capital Market nhận định, nền kinh tế đang rất dễ tổn thương và có thể rơi vào suy thoái. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang làm suy yếu nhiều ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản. Trong 12 chu kỳ thắt chặt trước, Cục Dự trữ Liên bang chỉ tránh suy thoái được 3 lần. Trong các chu kỳ đó, lạm phát đều thấp hơn bây giờ. Đó là điều khiến cho giới phân tích và thị trường lo lắng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cũng thường xuyên nhấn mạnh rủi ro lớn nhất với nền kinh tế là lạm phát dai dẳng, chứ không phải là kinh tế đi xuống. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm sau báo cáo GDP do số liệu này làm giảm khả năng Fed nâng lãi mạnh tay. Trong khi đó, các chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ vẫn đi xuống, còn đà tăng của đô la đã thu hẹp. Người dân Bắc Texas đến điểm may mắn của Trust ở Arlington với hy vọng trúng giải sổ số 1 tỷ đô la. Thưa quý vị, nhiều người Bắc Texas gọi cửa hàng tạp hóa Trust ở Arlington là điểm may mắn. Nó được chứng minh bằng hình ảnh của những người trúng số được treo trên tường. Giải thưởng lớn nhất giành được cho đến nay là 75 triệu đô la. Một số người đang đến với Jeff hôm nay với hy vọng họ có được tấm vé Mega Millions may mắn để giành được 1 tỷ đô la. Robert Chapman, người đã mua một vé số, nói: "Đây là tấm vé trúng thưởng đây. Tôi sẽ không nói cho bạn biết tôi đang ở đâu hay tôi sẽ ở đâu với tất cả số tiền này." Sự tự tin đó đã khiến cho Chapman tin rằng anh ta có tổ hợp các con số phù hợp để giành được giải thưởng cao nhất. Đó là một điểm may mắn, anh nói. Anh ấy hy vọng sẽ thêm tên mình vào danh sách ngày càng tăng của những người trúng sổ số ở đây. Những người chi 2 đô la cho mỗi vé ở đây trong kỳ quay số Mega Millions vào thứ 6, hy vọng may mắn cũng sẽ đến với họ. Quỹ ban sổ số Texas cho biết tỷ lệ chiến thắng chỉ là 1 trên 303 triệu, nhưng nói thêm rằng bạn không thể thắng nếu bạn không chơi có trách nhiệm. Một số người chơi hy vọng cho biết họ sẽ tiêu tiền như thế nào nếu họ thắng. Ronan Haney nói, tôi có thể giúp đỡ một số người khác và một số tổ chức từ thiện. Chapman sẽ đi một mình ở một nơi nào đó, chỉ thư giãn tận hưởng thời tiết và ở một nơi ấm áp, đẹp và có nhiều đồ uống lạnh. Một người giữ vé khác, Lucia Lopez Brunelles, nói rằng cô ấy sẽ mua tất cả nhà và xe cho người thân của tôi và gửi tiền vào ngân hàng cho họ. Theo luật Texas, người chiến thắng có thể được giấu tên. Cảnh sát Long Beach bị kết án vì khiêu dâm trẻ em. Thưa quý vị, Anthony Brown, 57 tuổi, trước đây sống ở Blackwood và hiện đang cư trú tại Israel,
Ken Stutke đã bị lên án bởi thẩm phán quận Virginia, A. Philip của Hoa Kỳ, người cũng ra lệnh cho anh ta phải trả khoản tiền phạt 15.000 đô la và được thả tự do, có giám sát suốt đời khi anh ta bị ra tù. Brown đã nhận tội vào ngày 21 tháng 3 về một tội danh phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, Brown đã sử dụng MeQue, một ứng dụng nhắn tin dựa trên Internet để tham gia vào các cuộc trò chuyện tình dục bằng hình ảnh với những người dùng khác mà anh ta đóng giả là vợ của mình và thảo luận về việc khuyến khích những người thân là phụ nữ hư cấu tham gia vào các nhóm hành vi tình dục nhóm. Trong khi đăng nhập và khi đang làm nhiệm vụ với tư cách là sĩ quan sở cảnh sát Long Beach, Brown đã phát tán hình ảnh của các cô gái tuổi vị thành niên và tuổi vị thành niên có hành vi khiêu dâm. Brown là một cảnh sát Long Beach trong 27 năm. Anh ta rời lực lượng vào năm 2021 sau khi bị bắt vì tội tàn trữ và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em. Văn phòng biện lý quận Los Angeles đã bác bỏ những cáo buộc đó do liên quan đến vụ kiện. Điều tra an ninh nội địa và sở cảnh sát Long Beach đã điều tra vấn đề này. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Castine Anseden của phần tội phạm chung đã khởi tố vụ án này. Tại ngày app Top Top Send, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng.